Chào anh em nhá. Không uống. Chào anh em và chào bà con nhá. Chào cộng đồng Facebook đang live stream. Chào Thanh Bình nhá. Ok em gái nhá. Mấy em lứa về phủ chơi nhá. Tết này không có chỗ về thì về ở với bọn anh. Chào mọi người nhá. Chào các con vợ. Vừa rồi rất vui vẻ. Chào các con vợ. Và chào các con lợn của Việt Nam nhá. Tết này em đéo cần đốt nhà vì đã báo nhà rồi còn đâu để đốt. Chào các con vợ và chào các con lợ của Việt Nam nhá. Anh em vất vả thế. Câu chuyện thì đợt này nó đang bận. Mấy hôm nay mình cũng đang phải lo toan cho bà con rất là nhiều. Thì mình cũng đang mong muốn làm sao bà con order cái cuối năm này có cái Tết. Không nghịch điện đâu. Con vợ đang hết đát trong làng Tết má vỡ vỉa hầu. Em chào chị Phạm Bạch Tú nhá. Đang rất là khó khăn. Bây giờ mình hoàn thiện lốt đình chuối miếu chú Bà Năm Phương xong rồi lên Điện Biên. Đại ca ơi cho em xem Ti Hằng với Lan Anh xíu được không? Ôi dồi ôi, thằng Dũng. Ông Dũng đi thì à. Dũng Hồng cần câu nhá. Đi thì à. Dũng ơi, nhà bây giờ vui lắm, rộng lớn lắm.
Tất cả là ối rồi ôi hết. Chào Bùi Đức Vân nhá, chào, chúc nhiều sức khỏe. Thật hay giả đấy Trạng Đức. Nguyễn Văn Nguyện nhá, đang viết thật hay giả đấy Trạng Đức. Đấy là chuẩn rồi. Cậu comment vào thì cậu cứ hỏi tên tôi là gì, cậu đang là gì, đọc tên tôi đọc chuẩn tên nghĩa là xong. Nếu như mà cái link live stream mà không đọc được rõ cái tên thì đấy là link giả. Còn tôi đã đọc đích thị tên rồi. Hằng Hùng này, Trạng ơi Tết năm nay có rét không? Có. Tết năm nay thì có rét rồi. Đứng bên này sông thì quá mà què anh. Chưa. Ok nhá. Chuẩn bị mình sẽ có hệ thống mới rực rỡ cho anh em. Tầm qua Hồng Kông táo mình sẽ lên Điện Biên một chuyến. Nhá. Khi lên Điện Biên sẽ cầm một số anh em lên, thì trong đó là có anh Lực Sida, đại biểu Quốc hội đang bầu cử anh ấy là Sida HIV, mang tính chất chất độc của da cam cho toàn thế giới. Anh ấy sẽ cảm nghĩ và nói về cuộc sống của Phủ sau những ngày tháng đầy đọa với bệnh tật. Anh đã vừa lên chính mình và lây cho rất nhiều thằng cùng giới. Trong đó có anh Kiên, đồng chí Phùng Chí Kiên. Đồng chí ấy đã hy sinh mình, ngả lón để cứu toàn bộ anh em Phủ, chấp nhận mang cái bệnh cùng với Lực để cho nó vui. không đi heo bữa. Thế là dùng tất. Dùng túi lông gì đấy. Anh ấy làm gì không được chứ đừng tông đi đó. Thằng đấy mất hút. Ok nhá. Sao lại sướng nhất quả này? Đau lòng lắm. Tết đi vỡ vỉa hầu vẫn còn sướng nhất đoạn đấy. Bị tông đít vào đây, cái sướng nhất đoạn đấy.
chết không thân, không thân rồi, không thân rồi. Tôi đang chế cái mạch điện. Ok, tí tôi sẽ gửi, tối nay tôi sẽ gửi cho các bạn các bài văn khấn đầy đủ luôn. Xin cộng đồng. Hai mươi ba trở ra là tôi sẽ đi Điện Biên. Ok, xong, đã cấy xong hệ thống điện thông minh, chạy qua công tắc tơ điện này để lắp vi điều khiển cho đình Duối. Tối nay tôi sẽ cho đình Duối chạy điện thông minh. Anh Khánh ơi, đi ô tô không nhỉ? Hỏi cho Khánh đi ô tô lai xuống đỉnh Duối, anh em đi xuống đỉnh Duối làm tí. Ông Lam có bằng không nhỉ? Hỏi hỏi ông Lam không dạy đi không? Anh Trân tối chuyển ban sau, anh em xuống dọn dẹp hết cái khu đấy á. Bây giờ tôi sẽ xuống đỉnh Duối anh ạ. Hôm qua nó rất là đẹp. Hôm qua là buổi không có mạng, nhưng mà quay lại các video gốc, tí tôi sẽ up lên cho anh em xem. Buổi ngày hôm qua rực rỡ luôn. Tất cả các bát hương của mình công đức ở đấy dát bằng vàng hết. Dát bằng vàng hết luôn. Bát hương toàn bộ dát bằng vàng 100%. Ok anh Đỗ Duy Hưởng nhá. Chào với tất cả các anh em nhá. Bây giờ là tôi sắp đồ đi làm. Đi công trình của tôi. Lời nói yêu thương, gửi lời nói đến tất cả cộng đồng. Một việc là tôi cũng như các bạn thì trên công việc cũng đã được chỉ định rồi, không thể dừng được. Khổ thì rất nhiều việc mà không thể chỉ vì một cá nhân nào đó để mà rồi chúng ta hỏng việc. Nên là chính vì thế là tôi thay mặt tất cả cộng đồng anh em trong nước ngoài nước cũng nói với cộng đồng một câu như này này. Với anh em là nghe như này. Cuối năm nhà rất nhiều việc, còn vô vàn những cái khó khăn. Nếu như mà bạn nào hỗ trợ được cái gì mà cho phủ lúc này thì các bạn nên hỗ trợ. Ví dụ như là tôi đang mua mấy cái xe tải vận tải, mua một cái. Bạn nào mà có xe vận tải không dùng đến cũ 5-70 triệu bán cho tôi mua, vì cái đấy là tôi đang rất là cần. Và cái việc thứ hai nữa là cái việc tôi đang rất là cần, đó là cái việc mà mua xe tải này, mua xe ba gác này, xe thồ, xe rùa, đẩy rùa, mua tầm 2-3 quái về cho phủ, xích lô chở hàng nữa. Thì tôi đang cần mua vài cái nữa cho bạn nào có.
cho Phùng thì tôi đang rất là cần. Cái này là người thực việc thực cần ngay để sử dụng hàng ngày. Nếu như anh em nào mà hỗ trợ cho được cái này thì là một điều rất tốt cho Phùng. Hỗ trợ cho Phùng được lúc này những cái đồ đạc ấy thì tôi rất cảm ơn luôn, trân trọng và cảm ơn. Không biết nói thêm điều gì nữa cả, bởi vì đang rất là cần. Trong thời điểm này thì Phủ cực kỳ là cần những cái đồ mà liên quan vận tải xây dựng. Anh em nào mà có như xe rùa này, xe đẩy, xe rùa này, Việt Nam là, tôi không biết trận Việt Nam này là trận gì, nhưng mà như về kinh nghiệm, nếu như ở Việt Nam này thì theo như góc độ của tôi là Việt Nam chưa chắc. Mà tôi cũng không chuyên sâu cái này nên tôi cũng không để ý đâu. Tôi đang cần mua một số xe rùa như này, anh em nào có thì liên hệ cho tôi nhá. Xe rùa như này. Tôi đang cần xe rùa như thế. Anh em nào có thì liên hệ cho tôi. Thì cũng đang rất là cần. Thực sự là cần thiết luôn. Bạn nào mà hỗ trợ được cái gì cho